Ngày nay, người ta coi trọng phong thủy bởi tin rằng đất cát nhà cửa, thiết kế bài trí được sắp đặt đúng thì sẽ mang lại thịnh vượng cho gia đình. Thậm chí nhiều người không tiếc tiền mua vật phẩm phong thủy quý giá để án giữ chiêu mời tài lộc. Phong thủy mặc dù có thể khởi một số tác dụng đối với sức khỏe và may mắn của con người, tuy nhiên nó cũng không thể vượt khỏi lý phổ quát hơn của vũ trụ và nhân sinh, chính là thấu hiểu lẽ xoay vần của trời đất, sống thuận theo thiên lý, lấy chăm chỉ, thiện lương, chân chính làm đầu thì mới có được những gì đáng có. Phong thủy có thể cải vận, nhưng vì sao có người lại không hiểu nghiệm? Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Xưa có một chàng thư sinh tên Nghiêm Đắc Lộc, tuy đã đến tuổi lập thân nhưng vẫn phải sống đơn độc trong gian nhà tranh vách nướng. Chàng Nghiêm cho rằng mình vốn hiền lành, lại hay làm điều thiện, đáng lẽ phải được hưởng phúc cả đời, vậy cớ gì cứ mãi sống trong cảnh nghèo hèn đến thế? Một ngày nọ, có thầy phong thủy họ Mạnh đi qua thôn Trang. Nghiêm Đắc Lộc nghe danh vị này đã lâu nên mời đến nhà, mong giải tỏa những khúc mắc trong lòng. Mạnh tiên sinh biết Nghiêm là người nhân đức, chỉ có điều không chịu tháo vát làm ăn nên không giàu có được. Thế là ông vừa lẩm nhẩm tính toán, vừa cầm la bàn đi quanh nhà, vờ như đang xem xét, nhìn trước ngó sau một lượt, ra vẻ gật gù, rồi lại lắc đầu. Chàng Nghiêm không biết chuyện gì xảy ra, bèn hỏi nhỏ: "Tiên sinh, ngài nhìn thấy gì vậy?" Mạnh tiên sinh vất tay nói rằng: "Phong thủy và gia trạch đều tốt, chỉ có điều vượng khí không thông, nên cậu mới không thể thành gia lập nghiệp." Chàng Nghiêm nóng lòng hỏi: "Tiên sinh có cách gì phá giải, xin hãy chỉ giáo." Mạnh tiên sinh vuốt chòm râu một lúc lâu, cuối cùng nói với vẻ tâm đắc: "Ta có một cách này, nhưng cậu cần phải kiên trì 3 năm, không được bỏ giữa chừng. Sau 3 năm, đảm bảo cậu sẽ gây dựng sự nghiệp, chỉ e cậu không bền lòng mà thôi." Chàng Nghiêm nói với giọng quả quyết: "Tôi sẽ bền lòng, chỉ cần tiên sinh có cách, tôi nhất định làm theo." Mạnh tiên sinh nói: "Dầu sang của cậu ẩn rất sâu, phải gọi thì mới về được. Như thế này đi, cậu hãy trổ một cửa sổ ở vách tường sau của gian phòng, mỗi ngày đều đặn thức dậy từ canh tư, rồi thắp đèn lên. Lúc nãy đi một vòng, tôi phát hiện phía sau phòng của cậu có con đường lớn. Vì thế, khi người làng đi qua nhìn thấy đèn sáng, nếu họ hỏi rằng: Nghiêm Đắc Lộc đã dậy rồi à, thì cậu đáp lại là dậy rồi. Bởi vì tên của cậu có 2 chữ Đắc Lộc, chỉ cần đều đặn nhắc tới Đắc Lộc trong 3 năm, bà con trong làng sẽ gọi giàu sang của cậu về. Trước khi cáo từ, Mạnh tiên sinh còn cẩn thận dặn đi dặn lại: hãy nhớ rằng cơ hội đổi đời của cậu chỉ có một lần này thôi. Trong 3 năm đó, nếu bỏ lỡ, sau này cậu sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Kể từ đó, Nghiêm Đắc Lộc không dám trễ nải dẫu chỉ một ngày. Hàng ngày anh đều dậy từ canh tư và làm theo những gì Mạnh tiên sinh căn dặn. 3 năm trôi qua trong chớp mắt, Mạnh tiên sinh ghé thăm nhà Đắc Lộc. Nhưng nhà tranh vách nứa năm xưa đã biến thành ngôi nhà ngói kiên cố. Trong nhà còn có sân, có vườn, có đàn gà chạy ríu rít tìm mồi bên ao cá. Ngạc nhiên hơn khi chàng Nghiêm nghèo khó năm nào, nay đã thành gia lập thất, thậm chí còn sinh được một quý tử bụ bẩm đầu lòng. Nghiêm Đắc Lộc cảm kích nói: "Thưa tiên sinh, cách của ngài thật linh nghiệm. Ngài xem, chỉ trong 3 năm, bà con trong làng đã gọi giàu sang của tôi trở về." Mạnh tiên sinh đón ly rượu mừng, mỉm cười nói rằng: "Thử nói xem, 3 năm qua cậu đã làm những gì?" Đắc Lộc vui mừng đáp: "Hôm tiên sinh ra về, tôi đã theo lời dặn
trổ một cửa sổ ở tường sau của gian phòng. Mỗi ngày tôi đều dậy từ canh tư và thắp đèn. Tôi được bà con xóm trên xóm dưới gọi tên hàng ngày. Nhưng sau một thời gian, tôi cảm thấy ngồi mãi một chỗ cũng nhàm. Tôi bèn tìm một số việc để làm cho hết thời gian rỗi. Lúc đầu tôi bệnh dây thừng, sau lại xay đồ đem bán, rồi dần dần nuôi gà nuôi vịt. Càng ngày công việc càng thuận lợi, và rồi tôi cũng lấy vợ sinh con. Mọi ước nguyện trước kia của tôi đều đã thành sự thật. Tôi thực sự cảm ơn tiên sinh. Mạnh tiên sinh cười lớn. Đắc Lộc ơi là Đắc Lộc, lẽ nào đến giờ cậu vẫn chưa hiểu sao? Nếu cậu không dậy sớm bệnh dây thừng, rồi xay đậu, rồi lại nuôi gà vịt, thì làm sao có được cơ ngơi như ngày hôm nay? Nghe đến đây, chàng Nghiêm mới tỉnh ngộ. Hóa ra Mạnh tiên sinh không trị phong thủy, mà là trị chứng bệnh lười biếng của chàng. Thầy phong thủy không nói rõ đạo lý ấy cho Nghiêm Trắc Lộc, nên đã bày phương sách để anh ta tự nhận ra. Ngày nay, con người bất kể làm việc lớn hay nhỏ gì đều cân nhắc đến phong thủy. Chúng ta cho rằng phong thủy có thể dưỡng người, nhưng lại không biết rằng người cũng có thể dưỡng phong thủy. Đa số con người đều không chịu nhìn nhận lại bản thân. Liệu một người làm toàn việc xấu hay biến nhát không làm việc có thể hóa giải các hung họa phúc? Chẳng phải đây là mê mờ hoài không ngộ sao? Họ dẫu có đắc được bổng lộc ở đời này, nhưng sẽ mất đi phúc báo ở đời sau. Phúc phận của một người cũng cần phải tích lũy mới thành. Bởi vậy, phong thủy quan trọng nhất của đời người là chính mình.